Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo kính mến, tại Bạc Liêu ngày 18 tháng 7 1942 năm Nhâm Ngũ, Đức Thầy tiếp tục công việc hoằng truyền chánh pháp bằng cách viết giảng độ đời. Bài gửi bác sĩ Cao Triều Lợi ở Bạc Liêu sẽ tiếp tục theo đây. Nam mô A Di Đà Phật. Gửi ích hàng thăm ông bác sĩ, cầu chúc ông phước chỉ được lai tăng. Cuộc thế trần nhiều đoạn khó khăn, nên lôi kéo bần tăng vào cánh ngô. Xuống Bạc Liêu chưa bao nhiêu đồ, bóng ruột tầm quằn quằn rứt đau. Phần thương dân phổi heo gan xào, ngồi đi đứng nằm lăn lóc mai, cũng nhận được trần hoàng là khổ hài. Dốc tầm đường phóng dài cho thông tâm, diệu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngàn kiên tâm lần bước tới. Hoàn cảnh chẳng gặp hồi lai thôi, ẩn nhẫn hoài chờ đợi vận hành thông, để đem phô tri ốc dơi gan lòng, đền đáp lại cuộc chờ trong ngoài ngõ. Cũng rất hèn bệnh đau dò dò, tuy thuốc dùng chẳng tuyệt được cơn đau. Chớ ơn ông đâu dễ quên nào, muốn đáp lại lấy chi mà đền đáp. Nếu ông có vui lòng dung nạp, tỏ vài hàng gọi đáp ân nhau. Phần phước duyên nguyện để về sau, khi thông thả đến trao lời cảm ta. Cảm ơn ông tặng thuốc Tây Phương, khâu giúp bần tăng khúc đoạn trường. Nhưng bệnh trầm ưu nên chẳng mạnh, nỡ cùng bách tính hỡi còn dương. Dương vẫn trong dòng cương tỏa ấy, lòng nào mà chẳng xót thương chúng. Bao giờ đạo pháp ta thông đạt, quyết cứu sanh linh cảnh não nùng. Thôi cũng an lòng nơi số phận,
chờ, dân tới sẽ tuôn mây. Về trên thượng giới đền kim khuyết, tâu lại trần gian cớ sự này. Nam mô A Di Đà Phật.